Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 và đề ra phương hướng công tác phòng chống dịch từ sau ngày 15 tháng 9. Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Đông chủ trì hội nghị. Trong đợt dịch lần thứ tư, tính đến ngày 16 tháng 9, thành phố đã phát hiện 7.558 trường hợp nhiễm COVID-19. Hiện có 1.736 bệnh nhân của thành phố và 866 bệnh nhân ở Thuận An đang điều trị tại các khu cách ly y tế bệnh viện dã chiến. Thành phố đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 237.171 người. Tính đến ngày 16 tháng 9, thành phố có 11 phường xanh, 3 phường vàng, với tỷ lệ vùng xanh đạt 89,1%. Trong thời gian tới, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục tập trung thực hiện chỉ thị 12 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của tỉnh ủy Bình Dương về việc phòng chống dịch và nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương sau ngày 15 tháng 9 năm 2021, công điện số 03 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thường trực tỉnh ủy Bình Dương và các giải pháp phòng chống dịch nhằm giữ vững bảo vệ thành quả vùng xanh, không chủ quan lơ là trước mọi diễn biến của dịch. Đồng thời, tiếp tục chiến dịch xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm để từng bước xóa dần các điểm đỏ còn lại với phương châm thần tốc xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng đã đủ thời gian tiêm mũi 2, rà soát các đối tượng chưa tiêm mũi 1 để tổ chức tiêm vét, phấn đấu đạt 100% dân số trên 18 tuổi, hoàn thành tiêm 2 mũi.